căng thẳng tiếp tục leo thang trong gia đình nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Luật sư Nguyễn Tuyết Ngọc, đại diện pháp lý của bà Võ Thị Hồng Loan, cho biết đã gửi đơn phản tố lên Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, liên quan đến vụ tranh chấp về thừa kế tài sản của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh với bà Võ Thị Hồng Nhung. Trong khi đó, phía gia đình Hồng Phượng cũng có động thái đáp trả. Những bất đồng, mâu thuẫn giữa Hồng Loan, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và bà Hồng Nhung, ca sĩ Hồng Phượng vẫn chưa được giải quyết. Ngày 25 tháng 7, Hồng Loan và luật sư gửi đơn phản tố đến Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu bà Hồng Nhung và ca sĩ Hồng Phượng di dời toàn bộ tài sản ra khỏi căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, Phú Nhuận. Hôm 2 tháng 8, Hồng Loan nộp tiền tạm ứng án phí và nộp biên lai cho tòa án. Ngày 30 tháng 7, con nuôi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng gửi thư đến ca sĩ Hồng Phượng và bà Hồng Nhung, em ruột nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, để nói về những ồn ào trong gia đình. Trong thư, Hồng Loan đề nghị giải quyết mọi việc trong phạm vi gia đình thay vì nhờ đến pháp luật, bởi cô không muốn ảnh hưởng đến tên tuổi của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Hồng Loan cũng đưa ra những đề nghị của mình trong thư như bà Hồng Nhung phải chủ động rút đơn kiện về tranh chấp di sản thừa kế, chủ động phối hợp để cung cấp thông tin thống kê, sao kê, ghi chép đầy đủ các thông tin mà khán giả quyên góp để gia đình công khai cảm ơn. Chủ động xem và thống kê rõ ràng, minh bạch về khoản doanh thu liên quan đến hợp đồng truyền thông. Hôm 3 tháng 8, phía bà Hồng Nhung gửi thư phản hồi Hồng Loan. Ngoài việc giải đáp những đề nghị của con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, bà Hồng Nhung cho biết đồng ý ngồi lại giải quyết trong phạm vi gia đình với đề nghị thượng tôn pháp luật, làm theo pháp luật, bao gồm cả việc thừa kế theo đúng pháp luật con nuôi như hồ sơ hộ tịch nhà nước đang ghi nhận. Bà Hồng Nhung cũng đề nghị phía Hồng Loan tôn trọng gia đình, những người liên quan, đồng thời lên tiếng xin lỗi và ngừng tấn công trên mạng xã hội. Thời gian qua, những lùm xùm liên quan đến nội bộ gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh thu hút sự quan tâm, bàn tán của dư luận. Trong khi đó, Hồng Phượng cho biết trong giai đoạn ồn ào, cô không thể đi làm và bị công kích trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ cho biết đã rời khỏi nhà nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được 2 tháng, tạm thuê nhà ở và đang chờ đợi phán quyết của cơ quan chức năng. Tòa đã thụ lý đơn kiện, đang thu thập chứng cứ của hai bên đầy đủ rồi có bước tiếp theo. Hai bên cũng đã làm bản tự khai và chờ quyết định của tòa, cô cho hay. Hồi tháng 6 năm 2023, bà Hồng Nhung làm đơn khởi kiện Hồng Loan. Trong đơn, bà Nhung đề nghị tòa tuyên hủy văn bản khai nhận tài sản thừa kế do Hồng Loan lập ngày 7/4/2023 tại văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với tài sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.